giữa chân cho con sao, thầy giữa chân cho con sao, con là người bất trung luôn làm điều sai lỗi, nhưng Chúa vẫn giữa chân cho con. Chúa ban cho một điều là các con hãy yêu thương nhau, cho dù muốn khó khăn đường đời nhiều chông gai, nhưng anh em cùng hai giữa chân cho nhau. Thầy giữa chân cho con sao, thầy giữa chân cho con sao, con là người bất trung luôn làm điều sai lỗi, nhưng Chúa vẫn giữa chân cho con. Các môn đệ bất ngờ vì Chúa đến giữa chân cho. Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này các con sẽ hiểu thôi. Thầy giữa chân cho con sao, thầy giữa chân cho con sao, con là người bất trung luôn làm điều sai lỗi, nhưng Chúa vẫn giữa chân cho con. Tấm gương thầy đã làm cho mọi người noi theo, yêu thương và bác ngài, phục vụ từng tha nhân trong tình Chúa quan phong. Trên đường vương mau thắng, xin cùng
đi với Ngài, phác tội còn trên vai, đóng đinh cùng với Ngài. Xin, xin đừng làm thêm cây thập giá nữa để Chúa phác đi. Xin, xin đừng làm thêm vòng gai thắm sâu để Chúa đôi đầu. Xin, xin đừng làm thêm những đinh sắc nhọn đau chân tay. Xin được theo chân Chúa đi vào vườn ô liu khi màn đêm tím buồn. Xin được nghe tiếng Chúa khấn nguyện tiếng nghẹn ngào với người cha yêu dấu. Xin đừng theo ý này, ý của con cha ơi, ý cha con vâng lời. Làm thêm cây thập giá nữa để Chúa phác đi. Xin, xin đừng làm thêm vòng gai thắm sâu để Chúa đôi đầu. Xin, xin đừng làm thêm những đinh sắc nhọn đau chân tay. Giá nói trong đời ai đã chùn vai và khô hình thấp giá, thì khi cây giá được trèo lên, ta sẽ kéo lên cùng. Thập giá đứng lặng trên đồi, con bồi hồi. Ngàn nỗi.
đoại sự sống vinh quang. Chúa đã sống lại hiển vinh khải hoàn, thế giới hoan ca alleluia. Từ trong cõi chết Ngài đã phục sinh, ánh quang ngập tràn tỏa khắp nhân gian. Chiến thắng tương ơn khai mở trời, một mùa xuân mới khắp nơi mừng vui. Cùng nhau công ca alleluia, alleluia, alleluia. Ánh sáng chân hòa, ánh sáng cho alleluia. Vang khúc hoan ca phục sinh,